Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm thuốc về cây vòi voi nhé. Đây là cây vòi voi ạ, các bạn nhìn thấy ạ. Tại sao người ta lại gọi là vòi voi ấy? Vì khi các bạn nhìn thấy không, cái này nó rất giống là cái vòi của con voi nhé, nó quằn quằn này. Đây ạ, như kiểu là con voi ấy, nó có cái vòi đấy ạ. Đấy, nên là được gọi là cây vòi voi. Cây vòi voi này thì nó là một loại thuốc dân gian mà nó sống ở các ven ấy, các sườn ấy. Như đây là mình ấy là nó sống mọc dại ở gan dê đê nhá. Nó có thể chữa được rất nhiều các bệnh nhé các bạn ạ. Đây ạ. Và cái cây vòi voi này thì mình sẽ nhổ cả về nhé để mình chữa bệnh. Mình nói về tác dụng của cây vòi voi các bạn nhé. Nó là cây vòi voi trị được đau xương khớp và các bệnh ngoài da các bạn nhé. Tác dụng chính là giảm đau, giảm sưng viêm, thanh nhiệt, giải độc các bạn ạ. Đây là cây vòi voi ạ. Các bạn nhận biết thì mình đã nói cách nhận biết rồi. Cây vòi voi được ứng dụng trong điều trị một số bệnh lý như xương khớp, như sưng đau, mỏi gối, phong tê thấp, mụn nhọt, mẩn ngứa các bạn ạ. Và viêm da cơ địa, viêm họng nhé. Tuy nhiên vì thuốc này có chứa một ít độc tố nhẹ thôi các bạn ạ, nên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng quá liều hoặc không đúng cách nhé. Tức là mình dùng phải có liều lượng và phải đúng cách. Vì cái độc tố này nhẹ thôi thì cũng không ảnh hưởng gì lắm ạ. Vòi voi này còn có tên gọi khác là cẩm vĩ trùng, dền voi hay đại vĩ đao, năm độc hoạt. Đấy các bạn ạ. Và mình sẽ chia sẻ các bạn cách chữa bệnh của cái vòi voi này. Chữa viêm phổi, bệnh thứ nhất là các bạn sẽ chữa viêm phổi này, viêm mủ màng phổi. Đấy, khi bị bệnh phổi ấy, thì chúng ta dùng vòi voi tươi này 60g nhé, với mật ong các bạn đun nước và mình uống hàng trong ngày thôi ạ. Với 60g các bạn đun lên, sau đó mình pha mấy thìa mật ong mình uống trong ngày. Đấy là chữa viêm phổi và mủ màng phổi ạ. Thứ hai là chữa sưng amidan. Chuẩn bị vòi voi tươi, các bạn giã vắt lấy cốt để mình làm nước sung miệng nhé. Ngày các bạn dùng cho mình 4 đến 6 lần ạ. Thứ ba là các bạn chữa phong thấp, nhức mỏi, tê bại chân tay hoặc là sưng đau các khớp, bản thân bất bại ạ. Bản thân bất bại các bạn dùng cho mình 300g nhưng vòi voi khô nhé, với 20g dề nhàu rừng và 150g củ bồ bồ và 100g cỏ mực các bạn ạ. Tất cả các bạn tán nhuyễn lên, sau đó thì mình sẽ vo thành những viên như hạt tiêu ấy. Ngày các bạn sẽ dùng cho mình 20 đến 30 viên một ngày và dùng từ 2 đến 3 lần một ngày nhé. Đấy là chỗ thành dạng thuốc của Đông y đấy ạ. Thứ tư, các bạn chữa viêm xoang ạ. Chúng ta sẽ dùng 5 đến 6 nhánh, tức là nhánh là nó như thế này kìa các bạn. Đây là cái cây vòi voi này nó rất là nhiều nhánh nhé. Các bạn dùng cho mình 5 đến 6 nhánh tươi như thế này. Đấy. Đem rửa sạch rồi các bạn giã nhuyễn, rồi chúng ta cũng vắt lấy cốt nhỏ vào mũi nhé để chữa viêm xoang đấy ạ. Rất là tốt khi chúng ta cứ thế này thì mình lấy ra mình giã đi, rửa sạch đi ạ, bằng muối ấy. Thì sau đó thì chúng ta giã ra và mình cho vào cái nọ nhỏ mũi thuốc đau mắt đấy ạ, thì chúng ta nhỏ hàng ngày thì là được ạ.
Thứ năm là chữa bệnh á sừng các bạn nhé. Khi các bạn có vòi voi tươi này, các bạn sẽ ngâm cho mình trong rượu để khi mà cái màu của vòi voi này nó ngả thành màu vàng nhé, thì các bạn sẽ lấy cái bông mình hay khoe tay ấy, để mình bôi vào những cái vết thương thì nó sẽ liền vết thương và nhanh khỏi nhé. Đấy là một trong những cái cách để chữa bệnh sừng ạ. Còn vòi voi các bạn giã nhuyễn đi, thêm một ít muối các bạn đắp lên vết thương, hoặc là chúng ta dùng cái băng y tế chúng ta bọc nó lại và chúng ta đặt lên chỗ đắp lên cái chỗ vết thương ấy, và chúng ta làm đều đặn trong ngày nhé, rất là hiệu quả luôn. Thứ sáu là các bạn chữa viêm cơ địa, viêm da cơ địa ấy các bạn ạ. Các bạn cũng dùng cây vòi voi này giã nát ra và mình lấy nước cốt mình cũng đắp lên vùng da bị viêm da cơ địa nhé, thì nó sẽ nhanh khỏi. Và chúng ta cũng dùng đều đặn nhé, mình sẽ đắp đều đặn trong ngày đi. Ngày xưa ấy, nhà mình con nhỏ ấy hay bị mụn ong mới cả bị lở loét ấy, thì mình cũng toàn dùng cái lá vòi voi này mình đun nước lên, sau đó thì mình để cho nó còn ấm ấy, mình cho một ít muối vào là mình cho con vào mình tắm, cho con mình vào tắm ấy, thì là con mình sẽ không còn bị mụn nhọt đấy ạ, và không bị cái mụn đinh ấy, rất là tốt và hiệu quả, và những cái chỗ mần ngứa của con ấy cũng không bị nữa nhé. Đấy là cách bài dân gian mà mình thường dùng cho con mình tắm khi còn nhỏ các bạn ạ. Các bạn mà có trẻ nhỏ các bạn cũng thể lấy nhé, mình cứ lấy như thế này này, bạn cũng cắt ra cho mình như thế này, rồi các bạn đun nước lên, rồi mình để nó còn ấm thì mình cho một nhúm muối vào tắm, hoặc là cho thêm một hai quả chanh nữa, nó rất là sát khuẩn, có muối nó sát khuẩn rất là tốt luôn đấy ạ. Nhưng với lưu ý của vòi voi này các bạn nhé, khi phụ nữ mang thai thì không nên dùng nhé, và trẻ em ấy thì chúng ta chỉ dùng để tắm thôi chứ không dùng để uống ngay gì cả. Người già yếu hay tỳ vị hư hàn tiêu chảy lâu ngày không thể dùng được cái vòi voi này các bạn nhé, không được dùng ăn uống ấy thôi, chứ còn đâu mình cái kia đắp thì cũng không sao cả. Đấy. Như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách làm bài thuốc từ cây vòi voi và công dụng của nó rất là tuyệt vời. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé, để đông người biết đến cái tác dụng của vòi voi. Xin chào các bạn ạ.